Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay thì em cùng với anh Hương á, mình cũng đang ở xã Tường Đa của huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre ha. Hôm nay thì tụi em đến đây để mình kéo đường nước sạch cho gia đình của anh Thuận với bà cô á. Mình sẽ có nước sạch để mình sử dụng ha anh chị ha. Mà giờ thì anh không có nhà, anh cũng mới vừa đẩy bà cô đi lên trạm y tế để mình đi thay băng rồi đó anh chị. Được. Dạ. Anh Hương anh chở khoảng 2 bành dây để mà kéo đường nước cho anh Thuận ha. Đường nước thì bây giờ là tuốt ở ngoài lộ anh chị rất là xa, nên là mình phải đem dây cho nó nhiều rồi nè. Tụi em đi khảo sát thì hình như là cũng cỡ hơn 200m đó anh chị, rất là dài ha. 250 gần cỡ 250m đó anh chị. Thì hôm trước á, em chia sẻ video lên á, thì cũng có cô chú Nghĩa Nghĩa Lý, như là cái này là cái nick Facebook của anh chị, là có tặng là 200 đô Mỹ để mà mình sẽ kéo đường nước sạch cho gia đình của anh Thuận để mình có nước sạch để mình sử dụng ha. Thì thay mặt gia đình em cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú Nghĩa Lý rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì anh Hương bắt đầu mình sẽ kéo đường ống để gia đình mình sẽ có cái nước sạch sớm để mình sử dụng chị ha. Chở 2 bình dây thấy khủng khiếp. Hồi nãy có chỉ ông quắn ống không để hồi gãy ống nữa. Không, cái này được. Chỉ ống đi chứ để gãy ống nữa chết luôn. Đây có ông cậu ở nhà. Ông cậu lên đốn dừa hay gì đó, nên là cũng nhờ ông cậu kéo ống, chứ mà còn anh Thuận thì không, hiện tại giờ không có nhà anh chị. Mấy đài nước đây mặn chưa? Thôi, hỏi anh sao kìa. Mấy đài nước đây mặn dữ không anh? Uống trà không được đó. Uống trà không được hả? Ừ. Uống trà giống như bỏ muối hả? Ừ. Yeah. Ở Bến Tre mình thì một số cây nước bây giờ cũng đã nhiễm mặn hết rồi anh chị. Chỉ có như là cây nước ở tỉnh, cây nước ở tỉnh Tre là bắt đầu là cây nước đó không có mặn như ở thành phố Bến Tre em xài. Hiện tại bây giờ nước cũng không có mặn nữa. Nhưng mà mình cảm giác nó vẫn hơi lợ anh chị. Dạ. 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 Dạ, anh chôn ống ha. Dạ. Cái đường ống này rất là dài anh chị. Thường là bà con ở trong sâu vậy nè thì cái tiền ống kéo rất là nhiều tiền, nên là người ta mới là không có điều kiện để mình làm đường ống này anh chị. Còn nếu mà ở ngoài gần thì người ta sẽ vô nước nó cũng không có tốn nhiều tiền, nên là người ta sẽ tự lắp. Còn những hộ khó khăn thì bắt đầu là người ta không bao giờ có khả năng mà để mình lắp cái đường nước đâu, nên là họ sẽ sử dụng cái nguồn nước sông, nước mương suốt vậy đó. Mà hiện tại bây giờ nước sông và nước mương thì nó đã nhiễm mặn và ô nhiễm rất là nhiều anh chị. Bình thường chưa tới mùa nước mặn mà mình sử dụng còn không được mà. Rồi đến mùa nước mặn này thì vừa mặn mà vừa ô nhiễm nữa. Bây giờ mình muốn bơm lên mình sử dụng nước mặn luôn cũng không được luôn. Đường ống rất là dài nha. Ông cậu cũng kéo tuốt đằng kia kìa. Thường em đi thì chỉ có 2 anh em thôi, nên là phải có người phụ với anh Hương. Tới ngay đồng hồ rồi hả cậu? Dạ. Ở đây thì chỉ có cái vách tường này mình cặp ở đây thì nó mình cặp nhờ, còn ở đây thì nó sát đất đây thì không sao. Chỉ có vách tường thì mình sẽ đi cặp sát ở đây. Giống như mình buộc lại ha cậu ha. Dạ, buộc đỡ lại. Dạ. Nhưng mà mình phải buộc lại chứ, để nhiều khi nó lòi ra đồ, xe người ta chạy nó hơi khó. Dạ. Cái mình buộc cái hàng rào đỡ ha cậu ha. Dạ. Ông đi lâu chưa cậu? Ông Thuận đi lâu chưa? Nãy giờ cũng gần cả tiếng à. Dạ, vậy là chắc cũng gần về rồi.
đó đúng rồi, mình buộc đỡ hờ vậy đó. Dạ đây đường ống mình kéo tới đồng hồ tới đây anh chị. Ảnh tự anh chôn vô, anh tự anh chôn. Phải phụ. Bảo dưỡng xài thì dạ. Dạ. Đồng hồ đây thì kéo trên bờ không nó cũng đỡ ha. Khỏe. Có cái xa thôi. Kéo cũng khỏe, không có cực mấy. Nhưng mà tới mùa này giờ vận động cái là cũng đổ mồ hôi. Mồ hôi ướt áo luôn, ý mà đi bộ không mà còn ướt áo này. Tới mùa nắng này là Bến Tre nóng khủng khiếp lắm anh chị. Nhiệt độ trung bình khoảng từ khoảng 35 cho tới 38 độ C. Này là mình tính cái mức trung bình đó, chứ mà còn trưa nắng thì có thể là lên khoảng 39 gần 40 độ. Nắng dữ lắm. Ông Thận ai tổng ở trong nhà ai cũng cự quá. Hả? Nói khờ thành ra là biến luôn. Chỉ có được cái là thấy là có cái là cũng hiếu thảo. Trời, mừng rồi. À, vậy là được rồi ha. Này mà không có kinh phí của Mạnh Thường Quân là chắc gia đình sẽ xài nước sông, nước mương hoài. Xài suốt đời. À, xài suốt đời. Vô một đường ống bây giờ tốn tiền cũng rất là nhiều anh chị. Tiền ống, tiền vật tư, rồi tiền công trình nữa là tốn tầm khoảng tiền kéo cỡ 4 triệu kéo. Mình kéo gì đâu có ấy tiền, nhưng mà mấy người đó là người ta ấy phải đóng tiền. À, coi như là tốn cái phí ha. Giống như bữa hổm cái cây ở trên Tân Thạch á, bữa hổm cái cây của cái cô gì đó. Bữa hổm cây đó kéo là mình không có làm là bị tốn phí. Tốn phí 400 ngàn, kéo xíu, còn mình kéo đâu có tốn tiền. Rồi, giờ thì mình sẽ buộc cái dây lên. Dây là để cho nó chắc cái đồng hồ. Chứ để hồi mình kéo dây nhiều khi nó bị gãy ống á anh chị. Với mình làm cho nó thấy như là thấy nó gọn gàng tí xíu. Mình làm tới đây thôi, rồi gia đình họ sẽ tự gia cố lại. À, hai người này là một người cậu và người dì. Còn anh Thận thì ở đây thì chỉ có hai mẹ con. Ủa, lộn đâu hả? Còn có nằm cặp đây nè. À, cậu qua phụ á cậu. Qua phụ á cậu. Lộn có nằm cặp mới xong mới nghe anh. Cặp mấy mương nè. Dương đã dương. Giờ mình kéo cặp mương. Anh chị thấy mà cái nguồn nước hiện tại bây giờ rong rêu vậy nè, rong quá trời luôn vậy nè. Nước đâu bao nhiêu đâu. Nên là người dân mà bơm nước này lên sử dụng thì rất là nguy hiểm anh chị. Nước giờ nó ô nhiễm hết trơn. Nhìn rong quá trời rong. Vậy sao mà xài được. Mới đi về hả? Vậy rồi sao đi qua? À, cái xe để bên nhà gửi bên đây hả? Gửi qua nhà luôn. À, gửi qua luôn. Vậy em phải cho mẹ xuống. Rồi xuống rồi, cho em tiện hơn. À, mới vừa đẩy đi về nè. Hôm nay có cái xe lăn nè anh chị, nên đẩy đi nó cũng tiện. Dạ. Chú chạy lại để đồ đông bà đó cho thống cổ. Chỉ có lửa mới vừa chặt cho mấy vô. Ông nội này sao ông lòn ra cho nó nằm ở đây cho nó dễ. Ở chưa cái đó chưa chắc. Chắc lấy cốt của mình chắc cái lòn nó dễ. Chắc cái xong lòn lại cho dễ. Chưa chắc. Thôi chắc cầm. Ở đó này là cái đất lỗ bơm của mấy.
Rồi, cái xe lăn đưa qua luôn. Rồi, cái túi đồ nghề rồi. Túi đồ nghề nãy chú kia cầm á. Khỏi được rồi. Nay sao vết thương lành hẳn chưa cô? Lành hẳn không anh? Dạ chưa. Chưa ha. Mới lên tới trạm thì Dương điện nè. Dạ. Rồi. Ủa vậy là chưa làm nữa hả? Chưa. Chết màu không? À. Tính về chiều mới lên. Dạ. Thôi vậy chiều đi. À. Đẩy đi lên trả nửa tiếng không? À, cỡ đó à. Dạ. Rồi. Dìu cô vô nghỉ đi. Nãy giờ chờ anh hoài, nó có sẵn ông cậu, nhờ ông cậu kéo luôn. Anh Thận thì rất là khờ anh chị, nhưng mà được cái là cũng thương cô có hiếu, nên là mấy cô mấy chú cũng thương, nên là giúp cho gia đình có cái đường nước sạch đang sử dụng. Trời ơi, đẩy về là đi, nãy giờ cũng thiệt là lâu mà tưởng lên tới là làm rồi, với ai giờ chưa làm luôn. Chưa. Đi mệt dữ không cô? Không mệt. Dạ. Con nó đẩy. Dạ. Chứ mà còn nhưng mà cái xe đẩy này là đẩy đỡ hơn cái xe đạp lúc trước ha. Dạ. Đi khỏe hơn. Dạ. Anh Thận coi ra phụ, thôi anh Thận ngồi đây đi để em nói chuyện xíu rồi xong rồi ra phụ với mấy anh nha. Dạ. Ừ. Mấy rài rồi cũng sử dụng nước mương vậy hả? Thì cũng xài nước mương vậy hả? Dạ. Đi có một xíu rồi rớt mồ hôi ha. Dạ. nhưng mà cái xe lăn này là đẩy nó dễ hơn ha. Nhẹ hơn xe đạp nhẹ. À. Quá trời luôn, mùa này nóng quá. Dạ. Dạ. Rồi mấy rài rồi cái nước mà anh sắp lên xài rồi nó đã mặn chưa? Nó có mặn không? Nước còn ngọt. Nước còn ngọt ha. Dạ. Vậy là cũng được ha. Dạ. À, nhưng mà nước có 4-5 tấc nước thấy ô nhiễm thấy mồ luôn. Dạ. Mà rồi múc rồi để cho nó trong trong rồi múc xài thôi. Dạ. Dạ. Lóng phèn. Dạ. Hôm nay thì cây nước đã kéo hoàn thành rồi. Dạ. Như là nên là tụi em lên cũng kéo cái đường ống để vô kéo nước ngọt, kéo nước sạch để cho anh xài ha. Dạ. Dạ. Thì ngày hôm trước là em cũng có chia sẻ video thì có cô chú Nghĩa Lý ở nước ngoài. Dạ. Thấy anh cũng khó khăn về đường nước sử dụng á, nên có hỗ trợ kinh phí để mà cho anh làm cái đường nước này ha. Dạ, cô chú có hỗ trợ là 200 đô Mỹ. Dạ. Thì cũng tương đương là khoảng 5.040.000. Dạ. Thì cái phần đó là để kéo nước cho anh sử dụng. Dạ. Còn dư bao nhiêu thì sẽ gửi lại cho anh với cô đặng để mua gạo rồi ha. Dạ. 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 Cũng cảm ơn mấy anh với mấy chú. Dạ. Rồi thôi giờ cái anh cũng ra phụ với anh Hương đâu đặng phụ kéo ống nước đi anh. Ra phụ làm đi ha. Dạ. Kệ gắng làm xíu rồi đặng có nước sử dụng ha cô ha. Dạ. Dạ rồi để con cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Trời này nóng là nóng dữ ha cô. Dạ. Nóng quá trời nóng luôn. Rồi ra ngoài phụ anh Hương đi anh Thận. Chú uống cái dừa hả? Dạ, dạ rồi con cảm ơn cậu. Để hồi cái gì con. Dạ. Nay vết thương chưa lành nữa hả cô? Dạ, nó lành còn chút xíu cơ mà. Dạ. Giờ bác sĩ nói giờ phải rửa cho nó. Cho nó lành hẳn luôn. Dạ, cho lành dạ. Hẳn luôn. Dạ. Rồi ngày nào cũng đi. Bị còn nhiều không? Còn con cái gì không cô? Không có. Bà nó chút thôi nè. À, vậy là cũng đỡ rồi. Dạ. Thì từ từ thì đi thay băng rồi thì mai mốt nó sẽ đỡ hơn. Dạ. Nó sẽ lành lại. Chứ mà nếu mà gặp mà không có anh Thận đẩy đi là chắc mốt chắc nó lỡ nhiều hơn nữa đó cô. Dạ đâu có ai đều đẩy đâu. Dạ. Dạ. Có con. Dạ. Dạ. Ổng khờ quá trời ha. Dạ. Nhưng mà được cái là con thấy là anh Thận anh rất là thương cô ha. Dạ. Dạ. Mất mẹ rồi không có kiếm được. Dạ. Anh nói vậy luôn á hả? Dạ. Ủa khờ dữ mà biết nói vậy hả? Biết. Kệ nói vậy cũng thấy thương ha. Dạ. Dạ.
Bởi vậy khờ nhưng mà được cái là rất là có hiếu anh chị. Sợ mất mẹ rồi mốt không mất mẹ rồi đâu có tìm lại được ha. Rồi đâu bây giờ anh mở thử coi giờ nước coi có nước chưa. Rồi vậy là có nước rồi ha. Dạ dạ có. À đâu bây giờ nếm thử coi nó ngọt không anh Thuận. Sao được không? Được, được. Vậy là ngon hơn cái nước mương đang xài không? Ngon. Ngon hơn ha. À vậy là 11 rồi xong rồi anh sử dụng cái nguồn nước sạch này luôn đó nha, đừng có xách nước mương nữa nha. Dạ. Nước mương 11 xài mốt ô nhiễm bệnh anh ơi ha. Dạ. À để mà mình còn phải chăm lo cho sức khỏe của mình nữa. Dạ. Rồi bây giờ tụi em đã kéo nước cho tới nhà anh rồi ha. Dạ. Thì còn lại những cái phần á mà như là gia cố mà kéo nước vô tới nhà vệ sinh rồi thì ở gia đình mình tự làm nha. Anh làm được không? Ở nhà tự làm. À được ha. Dạ. Vậy là mừng rồi ha. Dạ. Rồi anh tắt nước đi anh Thận, tắt nước đi anh. Dạ. À, nước bây giờ đã vô tới nhà rồi anh chị, còn những phần gia cố sau thì gia đình mình sẽ tự làm ha. Được như vậy thì cũng rất là quý rồi anh chị. Nhờ có Mạnh Thường Quân hỗ trợ nên là mình mới có điều kiện làm tới đây. Để ở ngoài đi. Cái xúc cái lu luôn đi. Bây giờ xúc lu đặng chuẩn bị mình cho nước sạch vào mình sử dụng. Chứ ở trong nhà là anh thấy là không có cái gì mà cho nó sạch sẽ. Nên là giờ mình phải dọn dẹp bớt. À, phải xúc cái lu này để mà mốt mình bơm nước vô mình xài. Nước bây giờ vô tới nhà rồi nha cô. Dạ. Dạ bây giờ là 11 mình có nước sạch mình xài luôn rồi, khỏi cần đi xách nữa hả cô ha. Dạ. Dạ. Rồi 11 cái kéo nước vô trong nhà đặng mình sử dụng, mình tắm rửa mình vệ sinh luôn. Dạ. Chứ để mà đi xách từng xô một xô con thấy cực quá. Dạ. Thấy mừng dữ không cô? Dạ mừng. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn mấy cô, mấy chú. Dạ. 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 Với cô thì Dương. Dạ. Hôm nay thì em đi thì cũng có ở địa phương là thì Dương là ở bên xã Tường Đa của huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre ha. Thì sẵn đây thì anh cũng nói để mà cho đặng kinh về phần kinh phí mà hỗ trợ cho đường nước cho gia đình của anh Thuận, để mà anh Thuận cũng gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân Tiến ha. À thì hôm trước thì đến khảo sát thì chia sẻ video thì cũng có cô chú Nghĩa Lý là một cái nickname trên Facebook là cũng có tặng kinh phí là 200 đô Mỹ để kéo đường ống ngày hôm nay ha. Thì 200 đô Mỹ thì mình cũng quy đổi ra được là 5.040.000. Thì đường ống hôm nay là mình kéo tổng cộng là đâu coi hồi nãy đâu coi đợi anh cái nhà. Để coi Dương hồi nãy tiền công trình là em nói là bao nhiêu hả Dương ha? Tiền công trình là 1.105.000 anh. 1.105.000. Hồi nãy thì mình cũng tính ra hết rồi ha. Thì đường ống ngày hôm nay là kéo là tốn hết là 4.249.000 ha. À là 4.249.000 nha anh Thuận nha. Thì mình sẽ trừ ra cái phần mà ở cô chú Nghĩa Lý có tài trợ á, là 200 đô Mỹ á, thì hiện tại bây giờ còn lại đây là nãy là 791.000. Rồi cái gì cái anh nhờ thì Dương gửi qua cho cô đặng mình làm những cái phần sau ha. Dạ. 791.000 nha cô. Dạ. Dạ. Cũng như là cô chú có tài trợ là 200 đô, còn dư bao nhiêu thì tụi con cũng bàn giao lại cho gia đình. À, bàn giao lại cho gia đình để mà mình làm những cái phần sau như là mình kéo ống đồ thêm vô nhà vệ sinh đồ hát cô ha. Dạ. Dạ. Mừng dữ không cô? Dạ cũng mừng. Dạ. Hôm vậy đó mà ba cái nước nó đen quá trời. Dạ. Anh thấy khoảng chừng 4-5 tấn nước à. Tại vì trong đây giờ đang là nước không có nước, đang lắp đập lại rồi. À. Sao nước không vô mà nó nhưng mà đắp đập lại thì anh thấy cái nước nó sẽ ô nhiễm á. Dạ. Phải như nước ra nước vô thì nó đi ra vô thì nó đỡ, nó trong mà nước nó không bị ô nhiễm. Ừ. Qua bên chân vị chinh 1-2 thùng thôi chứ đâu có chinh nhiều được. Trước tiên cảm ơn chính quyền địa phương với sao Mạnh Thường Quân giúp đỡ vô được cây nước, cũng gia đình cũng cảm ơn. Ừ, dạ. Vậy là 11 là có nước sạch sử dụng rồi ha, khỏi phải đi sách nữa ha. Dạ. Để mà 11 mà lỡ mà nước mặn vô tới nữa nước đâu xài. Mình lấy tiền anh em
mình mua thêm để mình kéo vô nhà tắm. Dạ, rồi xong mình mua cái ống rồi để mình bắt vô ngay chỗ đó cho nó cứng lại. Dạ. Có gì nhờ cậu hộ phụ làm. Cũng cảm ơn mấy chú rồi với nhà thầy tạ. Dạ, dạ. Em có đôi lời thay mặt địa phương thì em xin cảm ơn cô chú Nghĩa Lý đã hỗ trợ cho gia đình của cô Ly Thị Điệp có nguồn nước sạch để sinh hoạt, nấu ăn ăn uống. Em cũng cảm ơn anh Hồ với anh Hương. Dạ, anh cảm ơn. Cùng với Mạnh Hùng Quân. Chứ nếu mà dù không có anh với anh Hương á, địa phương cũng không có được hỗ trợ cho dạ. Tại trong đây trong hẻo thôi mà đường ống thì lại xa nữa. Dạ. Xa quá trời xa luôn. Nhưng mà nhiều khi vợ đi rồi thấy người dân sử dụng cái nước ô nhiễm rồi nước mặn rồi thấy thương quá. Ở địa phương thì cũng hỗ trợ mấy cái bồn nước á, nhưng mà cái bồn nước đó thì cũng nhỏ không có sử dụng được lâu. Mà đang mùa hạn mặn nữa. Vậy là đường ống bây giờ đã hoàn thành rồi ha. Bây giờ là 11 gia đình sử dụng nguồn nước này luôn nha cô nha. Dạ. Bây giờ còn những cái phần kinh phí còn lại thì mình cứ việc mình làm những cái phần bên trong hoặc là mình để mình mua gạo đặng mình sử dụng hàng ngày ha cô ha. Dạ, thì thay mặt gia đình con cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú Nghĩa Lý rất là nhiều. Thì trong những chương trình sau thì con cũng hy vọng là gia đình cũng hỗ trợ cho người dân ở Bến Tre có được những cái nguồn nước sạch để mình sử dụng nè, như là những cái gia đình khó khăn có được những cái viên thuốc rằng mình uống rằng mình cho có sức khỏe ha. Thì em cảm ơn rất là nhiều. Thôi thì video của em mình cũng sẽ tạm ngừng tại đây. Em cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Dạ rồi, xin chào.